Nhưng mà em ơi, bốc thăm bốc đâu ngồi đấy chứ, bốc xong lại còn được truyền quyền bốc lại nữa. Còn tại vì là hôm nay là còn dư 5 bệ. Năm bệ thì tính làm gì? Bốc bốc đâu nào ngồi đấy. Vâng, nếu mà thôi là mọi người này. Chứ không là những người bốc xong người ta thiệt. Cho nó công bằng thì mẹ bốc cứ mấy lượt để đợi đúng một điểm. Hết cả 4 người hiện tại mà đăng ký rồi thì kể cả là hôm nay đông này không cho đổi chỗ, còn anh em nào thích đổi chỗ bỏ tiền. Vậy thì thống nhất là bốc đâu ngồi đấy luôn các bác nhé. Bốc đâu ngồi đấy, anh em thích đổi chỗ thì đóng tiền chào Hồ. Vâng ạ. Còn 5 bệ sao người muốn bốc thì sao? Không đấy. Bốc câu nào ngồi đấy, chứ bốc xong đổi thì chết. Mình không biết hồi như nào. Anh thì xác định hôm nay kiểu gì cũng phải 4 ổ thôi. Ừ. Mà hết 4 ổ một mình. Anh đầu tư mà. Kiểu gì ổ bốc. Anh đi câu cá mới bốc toàn vào cái chỗ không có cá. Từ xưa là câu cá mới toàn đánh được cá ở cái ổ đầu tư thôi. Số thì lại giống thôi, không có mẹ. Một, hai, ba là bỏ này. Chết rồi, anh Điền ở đây từ quả. Không, vừa về. Đi sớm đi. Khương Bá Vương lại còn để chữ pha ke một. Coi danh sách đi, có chữ Cường Bá Vương pha ke một. Hai tư là đẹp đấy, giữa bờ. Thông báo là ra bốc thăm rồi. Anh Hùng Thạch Thành hai người. Anh Tiến Thành Tân. Tiến Thành Tân. Bốc cái này trước bốc đi hồ 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 năm hồ Việt Oai anh Minh xin yên định bốc làm nhá làm nhòm Việt Oai anh Minh xin yên định nhá năm ba chiêu cầu thủy chiêu cầu thủy du Mỹ Lộc quân Lan Thành hai vé Lê Hoàng hai vé. Quân La Thạch. Quân. Lê Hoàng hai vé. Bỏ. Tám. Lê Hoàng. Bỏ đây à? Đúng rồi, bỏ đây. Không năm. Năm mươi nhé. Năm mươi à? 40, 51. 51 biên. Lê Hoàng. Đẹp luôn. Biên cuối. Anh Luân Điểm Sơn. Biên rộng minh mông. Mời vào Việt Mai hai vé. Anh Việt Mai hai vé luôn. 11. 11, một đẹp đấy anh ơi. 21. 11 với 21 luôn. Ôi, vừa mới bốc số xong thì bây giờ bắt đầu di chuyển ra vị trí anh em nhá. Hồ này thì nay mới mở bát thả chấm đen nên là cũng chưa biết được là cá nó ăn ở khu vực nào đâu. Vì vừa rồi thì hồ cũng có cải tạo là múc cái hồ nó dài ra. Em thì cứ đinh đinh là giống như cái hồ cũ trước chép thì bỏ thả 200 con là tưởng ngon ăn. Bữa nay thì múc dài ra tới mấy chục mét rồi. Diện tích hồ là dài gấp đôi ngày xưa nên là bây giờ tỷ lệ với hồ dài này thì với cái lượng cá hồ thả là 200 con thì cũng không phải là dày đâu, cũng khá là thưa. Mà thôi, đây cũng là cái lần đầu mà chủ hồ đang muốn tạo phong trào gọi là đánh chấm đen mới. Thì cũng hy vọng được sự ủng hộ của anh em để lần sau chủ hồ thả nhiều hơn nữa. 11, 21 vậy ở bên bờ bên kia rồi. Bờ bên này toàn năm mấy thôi. Nhầm bờ rồi các bác. Hồ này là hồ câu BKS Thành Hưng ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây cũng là cái hồ đầu tiên ở Thanh Hóa là đang muốn làm theo cái xu hướng là chuyên về chấm đen mới. Thì đây là cái lần đầu tiên chủ hồ làm.
Bữa trước thì hồ sức chứa được có 28 chỗ ngồi thôi, nên là hồ không làm được. Bây giờ hồ múc dài ra để được tổng là được 54 chỗ ngồi thì mới bắt đầu làm được anh em ạ. Số 9, 10, 11. Ok, mình sẽ ngồi ô 11 trước xem nha. Số này. Xong cái gì? 11 đây anh em nhá. Câu cá mới trong lúc cân phao dính cá là chuyện rất bình thường. Theo như thông báo thì 6 giờ 30 phút mới chính thức câu, thường thì những con cá lên bờ trước giờ đó đều là phạm quy và không được bắt. Nhưng hôm nay hồ không có tổ chức giải và cũng là lần đầu làm mô hình câu cá mới cho nên chủ hồ rất vui vẻ, thoải mái cho anh em cần thủ bắt. Thành bại tại tay, đi câu con cá mới không ai nói hay được, bốc được ô đẹp rồi. Nhưng con cá có nằm ở khu vực đấy hay không nó còn phụ thuộc vào may mắn. 11, 21 đều là những con số đẹp, nằm khu vực trung tâm của hồ. Từ chủ hồ cho đến các cần thủ hôm nay đều phải công nhận điều đó. Làm được 5 con thì nghỉ luôn. Trên 8 là cái chắc. Con đấy còn cả đầu 9 luôn ấy. Cá chủ hồ mua lại với hai mức giá như sau. Cá có cân nặng dưới 8kg là 350.000 một con. Cá nặng từ 8,1kg đổ lên sẽ thu mua với giá 1 triệu cho một con. Hồ câu BKS Thành Hưng có địa chỉ tại xóm 7, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngày xưa là một hồ chuyên chép, nhưng dạo gần đây, phong trào đánh chấm đen mới đang nở rộ. Chủ hồ đã chuyển đổi mô hình, từ hồ câu cá chép chuyển sang thành hồ câu chấm đen. Diện tích hồ được chủ hồ cải tạo ra rộng gấp đôi vì là mô hình mới. Cho nên chủ hồ mới chỉ dám xuống 200 con cá chấm đen mới. Một lượng cá tính ra là cũng khá khiêm tốn so với diện tích của hồ. Nhưng bù lại, giá vé cho một buổi câu 10 tiếng là 700.000, cũng khá là dễ chịu so với mặt bằng chung. Đây rồi, tầm rồi. Đúng tầm lắm em. Đi cà phê thành công anh em ạ. Cá thế này nó nhiều nhưng mà nó đè không ăn mấy đâu. Cầm cần em ạ. Mẹ nó phải úng tầng nó mới chịu ăn. Giữa mõm anh em nhá. Con này thì nhỏ lắm. Thèo 5 à? Hay thèo 6? Đây chắc thèo 5 à? Tí xuống lấy cây phao của anh nhá. Không đánh cây phao này không chuẩn đâu. Con đầu phải chắt chiu. Phải chắc chiu. Rồi, cà phê thành công rồi. Đến dưới chỗ anh đi ngang qua có cây phao hồng để ngoài á, phao ngắn á. Cây phao này đánh... Cây phao này nhịp ăn, nhịp đẻ khó phát hiện lắm. Đầu hồ với cuối hồ, mấy anh em đang giật như cái máy. Còn khoang giữa hồ, nơi mà lão bốc được hai số mà anh em khen là đẹp, đang móm giật. Chả biết có phải tâm linh hay không, lão cứ ngồi đâu là cả khoang móm giật đến đấy. Bây giờ còn đỡ, chứ ngày xưa... Lão nổi tiếng là Việt móm, vì đi đến hồ nào là cả hồ ngồi nhìn nhau. Nói chung là hôm nay lão xác định móm rồi, cho nên lão bỏ ổ đi câu thuê, vớt vát được đồng nào hay đồng đấy, chứ không cứ ngồi lì thì đi toi 1,4 triệu chứ chả ít. Khoang cuối hồ này là đáy mới đào, con cá không ăn đáy, thấy anh em cuối hồ giật như cái máy, nhưng toàn là đánh sốc, vậy cá bay tứ tung hết, lão phán đoán được rằng con cá nó ăn lừng. Nhưng lừng ở tầm bao nhiêu mét thì lão đang phải dò tầng. Có lúc thì đánh một cách đáy 50cm,
có lúc lại kéo mồi lên cách mặt nước 30 cm. Lão bảo rằng con cá đang bị loạn tầng. Bắt được tầng mà. Ăn đan đen. Ui giời, nó quấn cho mấy vòng. Gỡ hơi phê, gỡ đi em ơi. Gỡ đi, gỡ đi. Loạn hết các tầng em ạ. Đi đánh thuê được hai con rực rỡ cái hồ hi em ạ. Cả hồ hình như mới được giờ này là được con thứ năm ăn mồm. Đúng không? Con thứ năm ăn mồm, sợ. Còn mấy con kia lên toàn sốc. Ran không? Mà con cá đây nó đè đẹp lắm em ạ. Bắp bắp. Nó đè không có đẹp. Nó đè sâu mà nhịp đẹp rõ ràng. Anh thấy rồi. Lửa mãi mày ăn, lửa mãi. Tiếp tục báo con thứ ba anh em nha. Này đèn lắm anh em ạ. Bốc cái ổ không có cá đây. Ổ thằng học trò nó lại nhiều cá nhưng nó lại câu không được. Cá này này hiếm phải chắt chiu. Loạn tầng. Yên tâm đi. Tí nữa sẽ có cách xử được bọn này các bạn. Cái số đi câu cá mới chả giờ bốc được số đẹp anh em ạ. Toàn đi cá ve thì lên nhiều cá thôi, với đi đầu tư thì mới lên nhiều đây. Còn bốc thì toán bốc ở cái chỗ chết. Đánh cá mới không nói được điều gì trước anh em ạ. Quan trọng là phải bốc được chỗ đẹp. Nhưng mà thằng này nó bốc chỗ cũng đẹp nhưng nó câu không được. Tí đến lấy luôn cây hô đấu lên đây cho anh. Không, con này không được 8 đâu. À, tí nhằm nhằm ấy có khi một con qua phà. Hồ này nhá, bây giờ mà nếu mà lấy được con 8 cân trở lên là sẽ được 1 triệu anh em ạ. Chùa hồ treo giải khác. Con này chắc đầu 7 thôi. Nhưng mà cứ cân em ạ, biết đâu lứa cá này nó nặng hay sao. Cứ cân em ạ, không mất gì. Cầu luôn quả sục. Đóng rồi, mồm. Con này là mồm à. Không đứng được dậy, cá sốc rồi. Sốc nó gồng khỏe không đứng được dậy. Cá sốc. Quái sát trên mặt con đi. Đánh cách mặt chắc khoảng 80 phút. Thôi, bong rồi. Hơi tiếc anh em ạ, bỏng mất rồi, đẹp căng quá. Còn cá thì anh em ở đây chứng nhận ăn mồm 100% rồi. Đỏ chóp mõm mà.
báo anh em nhá. Một triệu đây rồi. Một triệu đây rồi. Một triệu đây anh em ạ. Con này to phết. Hy vọng. Thôi chả mấy khi xa về 6 cân nhiều hồ tính triệu đi. Ba cân nữa là được triệu. Chạy đi. Kéo 6 chấm cơ mà. Thôi, phải nắn nót thôi. Chiều nó cho mình tí. Buổi câu cuối cùng của năm 2023. Trong cái năm 2023 này thì em cũng rất là vui và rất là hân hạnh được đi giao lưu với rất nhiều anh em tỉnh thành, và cũng là rất là đặc biệt là anh em Thanh Hóa. Trong cái năm 2023 này thì em được về Thanh Hóa khá là nhiều và được cái sự đón tiếp rất nhiệt tình của anh em Thanh Hóa. Thì cái hồ này hôm nay thì là cái hồ đầu tiên mà mở cái mô hình đánh cá mới ở Thanh Hóa anh em ạ. Tình trạng cá mới thì như các bác đã biết rồi, những bác đi đánh cá mới biết rồi, đã đi đánh cá mới bốc thăm là vấn đề là tại tay. Còn nếu mà bốc vào chỗ nhiều cá, ai có kỹ thuật nhiều hơn, ai có kinh nghiệm nhiều hơn thì sẽ bắt được cá nhiều hơn. Chứ còn bốc vào cái khu vực không có cá thì chắc chắn là cũng như nhau thôi, móm hết. Hôm nay thì em cũng khá là xui, bốc hai số O11 và O21. O21 thì để chủ hồ Việt Đen câu nhưng mà cũng móm giật anh em ạ. O11 nghĩ là đẹp tại vì cũng là khu vực giữa hồ, thì thường đánh là từ trước giờ đi đánh cá là thường là cảm nhận được khu vực giữa hồ là ổn định, có thể là không nhiều lắm nhưng không ít lắm nhưng thường là ổn định. Nhưng mà hôm nay là cái hồ này thì nó đặc biệt là ăn độc có đầu hồ và cuối hồ. Đấy. Anh em thì đầu hồ cuối hồ giật cháy máy nhưng mà tỷ lệ cá lên cũng không nhiều, bong nhiều và cá sốc. Thì ổ em thực sự là cũng không có tín hiệu đâu. Thấy thằng học trò Đạt nó ngồi ở dưới hồ, nó giật chóng hết cả mặt. Để em sơ rồi quả em mới chạy xuống. Chạy xuống thì đầu tiên em cũng giật 2-3 cái không được. Nó đè đẹp lắm các bác ạ. Cái phao cao này nó cứ bập hai nhịp là mất phao nhưng mà vẫn là nhịp đè. Thì em có cân chỉnh lại phao, cân chỉnh lại chì, rồi là điều chỉnh luồng cá ăn, tầng ăn. Cuối cùng em cũng điều chỉnh và bắt được cả, chạm được 5 con, tất cả đều ăn miệng nhưng chỉ bắt được 4. Một con thì hạt đan lên kéo lên mặt nước, hạt đan đỏ chót nên cuối cùng bị bong thì hơi xui một chút. Đấy. Nhưng mà từ lúc đó thì bắt đầu hồ mới lác đác gọi là lên cá ăn miệng, chứ hôm nay thực sự là cá nó cũng hơi chậm. Nhưng mà anh em thì được giật nhiều, nhất là anh em đầu hồ vào cuối hồ giật cháy máy luôn. Em ngồi hoa hết mắt, chóng hết mặt. Nhưng mà cá thì cũng không lên, giật dính vẩy nhiều. Một cái hồ cá mới như này thì thực sự là em không có biết là thông tin hồ mới sửa đâu. Bữa trước thì em cũng hay theo dõi hồ này, nhưng mà vừa rồi thấy chủ hồ đăng bài bảo nếu mà còn đất thì em sẽ kéo dài hồ ra, tưởng là hồ không cuốc rộng ra, không cuốc chiều dài hồ ra thì nghĩ 200 con là vào việc. Cái hồ ngắn ngắn vậy thì ngồi ở đâu kiểu gì cũng có cá. Nhưng mà bữa nay thì hồ kéo dài ra khoảng 40-50 mét anh ạ. Mà cá nó lại ăn mỗi đầu hồ và cuối hồ thôi nè, hơi xui một chút. Không sao, hôm nay tuy nhiên là hơi đen là bốc vào cái chỗ không có cá. Nhưng mà cũng rất là may mắn là đi câu hộ cho thằng em Đạt và cũng có chia sẻ cho một số cái kỹ thuật câu và cách câu cho anh em, những anh em mà ngồi đằng sau xem, thì anh em cũng rút ra được những cái kinh nghiệm gọi là không nên đánh vội đấy.
có những nhịp anh em ngồi sau rất đi mất hình ra đi, nhưng mà em không dám đánh, tại sao em không dám chắc nhịp ăn, em không dám đánh, về sau này phải cảm giác là chắc 90% nhịp ăn mới dám đánh. Tại vì sao? Sợ giật đè nhiều nó bong vẩy bong chóc rồi cái đi hết ổ. Thì cũng may mắn là đánh trong vòng 2 tiếng hộ cho thằng em được 3 con. Hôm nay cũng là cái ngày mà cuối năm, ngày cuối cùng của năm 2023. Thực sự là cũng nghiện quá anh em ạ. Nên là cố gắng lôi theo cả tài xế và đội ngũ Caramel đi theo nữa. Nhưng mà thôi bây giờ câu 5 tiếng thôi là em cũng xin phép nghỉ để cho anh em tài xế và Caramel về để còn ăn Tết cùng gia đình nữa. Còn em thì có thể là em ở lại đây hôm sau em về cũng được, hay tối em về cũng được, không sao, nhưng mà anh em phải về với gia đình. Nói chung là hôm nay cũng cho một cái buổi trải nghiệm khá là hay. Và em cũng hy vọng là cái hồ này lần sau sẽ bồi cả mạnh tay hơn một chút nữa. Và cũng hy vọng anh em sẽ ủng hộ nhà hồ mạnh hơn một chút nữa để có một cái sân chơi đẹp. Nhà hồ thì sợ là bồi nhiều cá không ai dám câu. Tại vì bồi nhiều thì chắc chắn là giá vé nó sẽ phải cao. Mà giá vé cao thì không phải là ai cũng chơi được, nó cũng rất là khó. Thôi em cũng đang tư vấn cho chủ hồ là cứ nâng chút dần xem tình hình anh em thế nào để anh em có sân chơi. Tại vì mùa này thực sự đi đánh cá cũ dễ móm lắm, tỷ lệ móm cao lắm. Đi đánh cá mới nó vậy nhưng mà có được giật đấy, tỷ lệ móm nó sẽ thấp hơn. Và nếu mà hên là bốc đúng ở cái chỗ mà ổ cá thì lại có tiền mang về cho vợ. Thôi thì bây giờ cũng là giữa trưa rồi, em cũng xin phép chào tất cả anh em. Hẹn lại anh em trong năm 2024.